Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã có thư kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh an toàn xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân thủ đô đã đồng lòng chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, chuyển giao cho các lực lượng phòng chống dịch, các đơn vị cách ly, các tỉnh bạn và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và công tác phòng chống dịch của cả nước. Tinh thần này cần được tiếp tục trong năm 2021 để cùng Hà Nội có thêm nguồn lực hỗ trợ mua vật tư y tế, vaccine ngừa COVID-19, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch khi dịch COVID-19 tiếp tục có thêm những diễn biến phức tạp.